Kính thưa quý vị, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật nhân quyền Việt Nam, tên từ Hoa Thịnh Đốn. Một dự luật để thúc đẩy dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam mang tên Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 2012 của nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith đã được thông qua bởi Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu vào đêm hôm qua. Ông Smith là thành viên cao cấp của Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện. Ông đã nói tại Hạ viện rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải gửi một thông điệp rõ ràng cho chế độ Cộng sản Việt Nam rằng họ phải chấm dứt hành vi lạm dụng quyền con người, chống lại người dân của mình. Đạo luật HR 1410 sẽ dẫn tới việc đưa ra các biện pháp có hiệu quả theo hướng cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Như báo cáo của Ủy ban Ngoại giao, dự luật này cấm bất kỳ sự gia tăng nào so với mức năm 2011 trong các hỗ trợ không liên quan đến lĩnh vực nhân đạo cho chính phủ Việt Nam, trừ khi chính phủ Cộng sản Việt Nam đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thiết lập một nền dân chủ và thúc đẩy quyền con người. Đạo luật này sẽ thiết lập các hạn chế viện trợ của Hoa Kỳ, nhưng cho phép các hỗ trợ nhân đạo được tiếp tục. Đạo luật HR 1410 cấm gia tăng những hỗ trợ không liên quan đến vấn đề nhân đạo cho chính phủ Việt Nam trên mức hiện nay, trừ khi số tiền hỗ trợ được sử dụng cho các chương trình bao gồm các sáng kiến kinh tế, môi trường và quân sự, tương xứng với sự tài trợ của Hoa Kỳ cho các chương trình nhằm thúc đẩy quyền con người và dân chủ tại Việt Nam. Đạo luật này cũng cấm những viện trợ không liên quan đến nhân đạo, trừ khi Tổng thống Hoa Kỳ xác nhận với Quốc hội rằng Việt Nam đã cải thiện đáng kể thành tích nhân quyền, cụ thể bao gồm cả việc thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, và bảo vệ quyền tự do tụ tập, tự do tôn giáo. Các nhà hoạt động nhân quyền và các nạn nhân của sự lạm dụng của chính phủ Việt Nam đã làm chứng trước khi Ủy ban Nhân quyền của nghị sĩ Smith hồi đầu năm nay, bao gồm ông Joseph Cao Quang Ánh, cựu thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Boat People SOS và đại diện của tổ chức Human Rights Watch.